Thưa quý vị, người đi đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã có một phen hú vía khi cả chục dân chơi liều mạng chiếm đường, tổ chức đua xe, bốc đầu, nẹt bô ầm ĩ khiến nhiều người phải leo lên lề để tránh. Sự việc xảy ra tại đường Bắc Hải, khu vực phía trước nhà thiếu nhi quận 10 vào khoảng 16 giờ chiều, đoạn đường chừng 500m bỗng nhiên trở thành nơi tập hợp của các quái xế. Sau ít phút nẹt bô dọn đường inh ỏi, cả chục tay đua tập hợp lại ở đầu đường và bắt đầu ra tín hiệu lên ga đọ nhau tốc độ. Họ liên tục phóng xe bạt mạng nhiều vòng quanh khúc đường này khiến người đi đường khiếp sợ phải leo lên lề để tránh đoàn đua. Sự việc xảy ra khoảng 10 phút, khi các quái xế đã so tài hàng chục vòng thì xuất hiện xe tuần tra của công an phường 15 quận 10, các tay đua ra hiệu cho nhau bỏ chạy tán loạn. Theo bảo vệ của một đơn vị trên địa bàn, do đoạn đường này rộng nên trước đây đã có những nhóm cũng tổ chức đua xe vào ban đêm, còn đua xe bạt mạng vào ban ngày thì mới xảy ra lần đầu. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nhận được yêu cầu hỗ trợ cấp cứu người dân bị nguy kịch của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 4 đã điều động tàu CSB 4039 khẩn trương cơ động ra đảo Thổ Chu thực hiện nhiệm vụ. Đến 15 giờ cùng ngày, tàu CSB 4039 cập cảng Thổ Chu và tiếp nhận 3 nạn nhân đưa lên tàu trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, hôn mê sâu, còn một cháu bé đã tử vong trước đó. Lực lượng chức năng làm các bước sơ cứu ban đầu. Đến 19 giờ, tàu CBS về tới Phú Quốc và bàn giao cả 3 nạn nhân cho Trung tâm Y tế Phú Quốc. Hiện Trung tâm Y tế Phú Quốc tập trung lực lượng y bác sĩ hội chẩn lên phương án điều trị cho 3 nạn nhân trên, đồng thời lấy mẫu thức ăn của các nạn nhân đã sử dụng trước đó và dịch dạ dày để tìm nguyên nhân. Được biết, nạn nhân là 4 người trong một gia đình gồm 2 vợ chồng là Nguyễn Văn Bình 43 tuổi, Lê Thị Trang 33 tuổi cùng 2 đứa con trai đều trú tại ấp Bãi Ngự, xã Phổ Châu. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã ra văn bản đề nghị các đơn vị liên quan ra quyết định xử phạt đối với 13 khách sạn vi phạm về việc xử lý nước thải không đạt chuẩn cho phép và xả thải ra môi trường. Cùng với đó, Sở Tài nguyên Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn xem xét xử lý vi phạm đối với hàng loạt trường hợp vi phạm về cấp phép xây dựng, trong đó có 4 khách sạn tăng thêm phòng lưu trú. Ngoài ra, tại quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà có hàng chục khách sạn vi phạm những nội dung khác như chưa có hồ sơ đấu nối thoát nước thải, không đúng cam kết tại hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, khai thác nước dưới đất nhưng không đăng ký, không có giấy phép xây dựng.